tại hội thảo Lúa gạo tăng giá, giải pháp để nông dân hưởng lợi lâu dài diễn ra chiều 24 tháng 11 tại tỉnh Hậu Giang, Thạc sĩ Đặng Kiều Nhân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ thông tin, hơn 10 năm qua, năng suất lúa gần như không đổi, trong khi đó, doanh thu và chi phí tăng kéo theo lãi giảm. Thống kê trong năm 2012, tổng thu của người nông dân là hơn 100 triệu đồng trên hecta trên năm, sau khi trừ chi phí lãi hơn 60 triệu đồng. Tính đến năm 2018, bà con thu hơn 110 triệu đồng trên hecta trên năm. Tuy nhiên, sau khi trừ chi phí, còn lãi khoảng 59 triệu đồng. Ước tính trong năm 2023, tổng thu của người nông dân khoảng 130 triệu đồng trên hecta trên năm. Thế nhưng, sau khi trừ chi phí, số lãi sẽ thấp hơn so với năm 2018. Lý giải vì sao giá lúa tăng nhưng tiền thu về của người nông dân giảm, ông Nhân cho rằng giá lúa tăng không giúp lợi nhuận tăng tương ứng vì người nông dân lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Do đó, giá thành tăng và lợi nhuận giảm, hơn nữa chất lượng gạo cũng giảm và đất nhanh bạc màu. Theo ông Bùi Bá Bổng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, ngành lúa gạo Việt Nam hiện còn tồn tại một số hạn chế như quy mô nông hộ nhỏ, chưa hình thành một chuỗi giá trị hiệu quả, thiếu liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp. Từ thực tế đó, ông Bổng khuyến cáo để sản xuất có lợi nhuận, bà con cần tăng quy mô nông hộ, tập trung, tích tụ đất lúa, đồng thời phải liên kết hợp tác. Qua đó sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng gạo, tăng thu nhập và đóng góp cho an ninh lương thực xuất khẩu. Tham dự trực tuyến từ đầu cầu Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoang nhận định, nhà nông cũng phải làm kinh tế ngay trên mảnh ruộng của mình. Không chỉ trồng lúa mà người nông dân còn có thể tham gia vào các khâu sản xuất khác của chuỗi như chế biến, bảo quản, kinh doanh và du lịch. Nếu thực hiện thành công, thu nhập của người nông dân trồng lúa sẽ khác đi.